nhân kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa qua, Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm đã tổ chức trồng cây che bóng tại khu vực nhánh phải, nơi dự kiến sẽ được xây dựng thành đồi hoa anh đào. Tham gia ngày trồng cây ơn Bác có 300 cán bộ viên chức thuộc các ban của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và trồng cây. Khu vực đồi hoa anh đào đã được quy hoạch với diện tích hơn 25 hectare và đã được trồng mai anh đào với mật độ 50 cây trên 1 hectare. Và đến hôm nay, nhiều cây đã phát triển và Tết vừa qua đã cho hoa bói. Hơn 300 cây che bóng gồm các loại cây quý như xưa, thông tùng, me, v.v. đã được trồng với chế độ phân bón, chăm sóc kỹ lưỡng và cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm đã được giao nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ, phấn đấu đạt tỷ lệ cây sống trên 95%.